Dung, Cathy xin kính chào bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Radio Cuộc Sống Pháp. Đây là cái cây tầm ma đó cô chú, hay còn gọi là cây lá ngứa. Thì cái cây này ăn được nha cô chú, rất là tốt luôn. Mà ở Pháp á, thì người ta nấu súp nè, hoặc là cái này làm phân bón cho cây rất là tốt luôn. Hôm rồi Dung đi lên rừng, Dung hái măng tây rừng á, là Dung thấy một đám quá chừng luôn, xong cái Dung quay lại Dung hái thì người ta dọn cái rừng á, người ta dọn cái đường lên rừng á cô chú, sạch bách hết rồi, không còn cây nào hết. Thì mình bắt được một đám này rất là non luôn, với lại lúc này cũng qua mùa, chỗ Dung nắng quá đó, cái nó trổ bông trước hết à. Thì mỗi năm là nhà Dung hay rất là ăn cái rau này mà luộc lên mềm á cô chú, ăn nó như cái ngọn bí của Việt Nam mình vậy đó. Khi mà mình cắt á thì mình phải mang băng găng tay, chứ nếu không là nó chích rất là đau, là ngứa lắm. Mà khi mà mình luộc lên rồi thì nó không có ngứa nữa, cái này mà gặp nước sôi á là nó không có ngứa nữa. Trong rừng nghe chim hót rất là vui tai. Cô chú anh chị đừng có cười Dung nha. Sáng ra mặc cái áo xong rồi cái Dung đi trên cái chiếc xe, cái Dung bị vướng á, rồi xong nó bị vụt chỉ rồi. Chỗ Dung thì cũng không có nhiều suối cho nên cũng không có nhiều rau dại lắm. Cần nước á, thì năm rồi Dung có hái một lần nhưng mà nó mọc lên không có tốt chứ anh chị. Rồi rau xà lách sông thì ở mấy vùng phía trên mới có thôi, tại vì nó thích cái nhiệt độ mà ấm ấm lạnh lạnh á. Còn mình đây nóng quá là không có xà lách sông. Thì Dung quay cận cảnh cái lá ngứa cho cô chú anh chị xem, mà đụng vô nó là nó chích đau lắm luôn á. Nhưng mà khi rửa là mình lật ngược cái cọng lại á cô chú, chẳng cái cọng lại xuống dưới là rửa nó không có bị đau tay. Cái đám này nó nằm ở trong mát á, nó non mướt luôn, cái lá nó to nữa. Mà trong rừng là rau mọc tự nhiên, không phân thuốc gì luôn. Cái rau này á, nó có một cái lớp lông lông ở bên cái cọng và cái lá cô chú. Khi mà mình ăn giống như cái ngọn bí của mình, nó nhám nhám. Nhưng mà khi mà luộc mềm lên á, ăn thì nó không có nhám nữa mà nó rất là bùi luôn. Nhưng mà xào thì có lẽ hơi dai, nhưng mà luộc á, luộc chín lên á là nó mềm, chấm với nước thịt kho hoặc cá kho rất là ngon. Dọc dọc rừng này thì có rất là nhiều cái bụi rau, cái lá nhìn như húng lủi của mình vậy đó cô chú anh chị, nhưng mà Dung ngắt Dung hửi thử thì nó hơi rình rành chứ không phải húng lủi. Chỗ cô Dung mà rừng rú rất là nhiều cô chú anh chị, mà đi bằng đêm về chỗ này sợ sợ lắm. Mà dù ban ngày thì không sao, tại vì có cái trại cù kế bên á, có người ta ra vô cô chú, với lại người ta chạy bộ rồi này kia, rất nhiều chạy xe đạp rồi này kia nhiều lắm.
Ở trong các siêu thị á, thì họ bán cái dạng bột đó cô chú, để mà bón cho cây trồng rất là tốt luôn. Còn ông sếp á, nhà Dung thì ông chị ông ngâm vô nước, cái này bỏ vô nước xong mà cô chú anh chị tưới cây là nó tốt mịt luôn á. Dung á thì năm rồi Dung đào, Dung trồng ở dưới đất. Bây giờ Dung về Dung luộc cô chú anh chị, Dung rửa xong rồi Dung luộc nó, mà mình trần sơ qua nước á, cho nó hết cái nó đâm đau mình á, rồi bắt đầu Dung đi xào. Bây giờ cô chú anh chị nếu mà ăn muốn ăn cái rau này á, thì xào luộc cho thiệt là mềm á, nếu không thì nó sẽ bị dai. Dung cho thịt bò vào Dung xào sơ. Thịt bò xăng rồi thì Dung sẽ cho rau đã luộc vào. Thì cô chú anh chị ăn được rau mềm thì nên là luộc mềm, còn mình thì ăn nó vừa giòn giòn dai dai cho nên là Dung luộc nó chưa có được mềm dữ. Cái rau này ăn thật sự rất là tốt cho sức khỏe. Thì cô chú anh chị có thể tìm hiểu trên internet là công dụng của rau tầm ma, vì có rất là nhiều công dụng luôn á cô chú. Bây giờ Dung thêm một chút xíu nước tương. Vậy là đã xong cái món rau tầm ma xào thịt bò rồi, rất là ngon luôn. Thì mời cô chú anh chị cùng ăn cơm với gia đình Dung nhé.